Đã tới bây giờ thì đã thành phẩm rồi. Khi mà hầm xương trong quá trình hầm bên mình là xương chín tiếng. Hầm khi mà xương nó nhục ra rồi, khi mà bỏ trong làm mình sẽ chọn Dùng là mình đã nấu xong rồi thì bây giờ là mình chỉ lên để cá mình điêu hồng em. Cá điêu hồng. Điêu hồng phi lê ra. Thôi nhưng mà em thấy này hay ha, là cách gọi là mình mới làm có cân đó. À mình có cả cân nữa cân. Là em. Đúng rồi. À, một phần cá, một phần hủ tiếu cá vậy là 80 gram. Quán mình là hủ tiếu cá, tại vì cái này ở quán mình là cái nét đặc trưng văn hóa ẩm thực của người Khmer, người Hoa và người người Việt. Nó giao thoa nên là thành ra là mình đã sử dụng cái món hủ tiếu cá từ năm 2000. Chị buộc cái phần cá mới về thì rất là dễ thương luôn này cả nhà. Rất là cưng luôn. Rất là cưng luôn. Chào quý cô chú anh chị và các bạn, thì buổi sáng ngày hôm nay người xin giới thiệu cho cả nhà là một món ăn là hủ tiếu cá tên lửa. Thì địa chỉ ở đây là 221 đường số 7, phường Bình Trị Đông B, quận Bình Tân. Thì phía trước của Nguyệt đó là quán là nằm ngay hai mặt tiền luôn và được thấy là khách rất là nhiều và khu chế biến là ngay bên cạnh khách, nhìn rất là hấp dẫn luôn này cả nhà. Thì được biết là quán hủ tiếu cá này là chính gốc từ Sóc Trăng. Nghe rất là hấp dẫn. Thì bây giờ xin mời quý cô chú anh chị và các bạn là theo Nguyệt là khám phá quán hủ tiếu cá ở đây nha. Xem bên trong là gồm những gì ha. Đây là khu chế biến luôn này cả nhà. Nguyệt đứng ở đây là Nguyệt có thể nhìn thấy là các chị ở đây là đang chế biến món hủ tiếu. Dạ em chào chị. Dạ mình đang chuẩn bị là chế biến món gì vậy chị? À cái này là cá. À khách này là gọi hủ tiếu cá. Dạ đúng rồi. Cái này là cá, còn mà khách mà kêu cẩm là có cá tôm. Dạ. À đây là cái phần cá của mình hả? À, cá mình là cá điêu hồng. Cá điêu hồng. Dạ. Ở một phần của mình là sẽ bao gồm cái gì? Nếu mà cá một phần của mình là cẩm là cá tôm mực. Là cẩm đặc biệt đó, cá tôm mực. Dạ. Đặc biệt có hai loại. Cá là loại cá lớn hoặc là cá tôm mực. Dạ. Dạ. Nhưng mà mình dùng cá là cá gì? Cá điêu hồng em. Cá điêu hồng. Điêu hồng phi lê ra. Dạ. Thôi nhưng mà em thấy này hay ha, là cách gọi là mình mới làm. Có cân đó. Dạ. À mình có cả cân nữa cân. Là em. Đúng rồi. À một phần cá, một phần hủ cá vậy là 80 gram cá. Dạ. Dạ. Đây là chị sẽ gắp những cá này. Giờ mình mang đi cân thì mình biết trọng lượng là tất cả bao nhiêu lần để biết. Đúng rồi, trọng lượng. Dạ. 80 gram. Dạ, 80 gram. Dạ bình thường thì không biết là khách là mình hay ăn món gì chị ha? À khách thì có khi khách ăn cá không hoặc là khách ăn cẩm hoặc là cá mực hoặc là cá tôm. Dạ. Thì một phần hủ tiếu cá là bao nhiêu vậy chị? Nếu mà cá không thì một phần là 58.000 ấy. Dạ. Ở đây. Còn đây là xong rồi là mình bỏ vô chén. À đúng rồi đó. Đây. À là mình chén. Để chén riêng, hủ tiếu riêng. Hủ tiếu riêng. Dạ. Tại vì cá mình bỏ chung sẽ bể cá của khách. Dạ. Dạ. Đúng không? Mà thường thì cái nước này là mình nấu từ gì ạ? Xương rồi. Xương mấy rau củ nó cũ rồi. Dạ. À, thường thì mình làm bao nhiêu tiếng xương ạ? Cái đó thì về nhà bếp nấu. Nên chị cũng chưa có gặp. Bán ngoài ha. À nó này là chị khoảng nấu ngoài thôi. Bên ngoài bán phục vụ khách ngoài thôi. Dạ. Vài xíu nữa mình sẽ vô phần trong bếp để khám phá nha. Chút rồi có gì em xuống dưới bếp, có chị bếp ở dưới á. Dạ. Nấu nhiều xương á là chị bếp biết. Dạ. Bây giờ cái này nấu ở dưới luôn rồi chị. À. Ốc quán mình mở cửa từ mấy giờ mấy giờ? 6 giờ tới 9 giờ tối em. 6 giờ sáng đến 9 giờ tối. Chị làm luôn. Còn lại là chị thuận tay trái nên là em sẽ đứng bên phải của chị. Tại vì chị thuận tay trái. Đúng rồi. Dạ. Wow. Mở quá hai người á. Dạ, em chào anh.
thì ví dụ như con lớn thì một phần một con, còn mà con nhỏ thì mình hai con. Dạ. Rồi mập thì có cân, mập thì cân ví dụ như cẩm thì cân là 15 gram, 20 gram cũng được cho khách. Dạ. À, đó, cân với là cơm là nhắm con thôi. Dạ. Nãy giờ Nguyệt đứng ở đây khách là gọi hủ tiếu cá luôn á. Cá, đa số thường khách ăn đây là cũng cá nhiều hơn. Là cá nhiều hơn. Thích cá, ăn cá nhiều hơn. Dạ. Dạ em chào chị. Mình đang chuẩn bị là mình làm món hủ tiếu khô hay sao dạ, chị? Hủ tiếu khô. À hủ tiếu khô. Cái này là nước sốt hả? Dạ, hết dạ. Gì dầu. Hết gì dầu. Ở trong đây là mình có thêm cái gì không? Dạ có mỡ với lại hết gì dầu. Dạ. Đây là khu này là khu là chị là độc quyền bên đây đâu, chị đứng ở đây chị chỉ làm hủ tiếu thôi. Cả bên kia thì chị đằng sau Nguyệt á, chị chỉ làm cá, làm nước cá. Đây. Dạ. Wow. Rồi, em cảm ơn chị nhiều. Đây là chùa nóng mà chùa nắng chiếu gọi như thế. Không, chị đứng đây thì đỡ, còn phía bên này mà chiều nó hắt nắng thì hơi cực xíu. Này là chắc là thường là cuối tuần nó sẽ đông quá chị ạ. À. Anh thấy là hủ tiếu của mình nó rất là trắng và nhìn đẹp, như cái sợi nó nhỏ nhỏ nhìn dễ thương ha. Cái này là mình dùng hủ tiếu gì vậy chị ạ? Thường hay là hủ tiếu gì? Hủ tiếu dao với hủ tiếu năm vang. À năm vang ha. Ừ. Wow. Cái phần hủ tiếu nam ven nè, cái này là việc là sợi nó sẽ nhỏ hơn hủ tiếu xà đét. Sao mình cọp cái bịch nó vui vậy? Tôi còn thay đầu nhìn. Tại vì mà cọp thứ nhất là mang tính thẩm mỹ nó sẽ đẹp hơn, nhìn thấy nó cưng không? Cái thứ hai nữa là tại vì khi mà cái bọc ở dưới nhiều khi họ sản xuất nhiều khi cái bọc nó không được chắc chắn, khi mình mang về là nóng nó sẽ bị bọc cái bịch ra, nó sẽ bị vỡ ra, nên là mình cọp như này nó sẽ an toàn cho khách nào mua mang về. À dạ, với là lần đầu tiên em thấy cọp kiểu này. Đúng luôn. Đúng rồi, lần đầu tiên. Ôi mình làm kiểu vậy là kiểu theo kinh nghiệm của mình hay là sao anh? Sao đúng rồi, tại vì trong quá trình mà mình từ khi mà mình mở quán ra mình bán cho khách ấy, mình nhận thấy những cái khiếm khuyết của mình khi bình thường khi mình không có cột cái bọc đúng không? Khi mình mua mang về thì trên đường mang về thì nó bọc ra, sau đó thì khách sẽ phản hồi lại. Và mình rút kinh nghiệm ra thì mình sẽ cột cái bịch như thế này. Thứ nhất chắc chắn, cái thứ hai nó sẽ đẹp, nó dễ thương hơn rất dễ nhiều. Dễ thương hơn, em thì cũng thấy thích nữa. Dạ. Thấy hấp dẫn quá. Vậy là đầu tiên Nguyệt thấy là anh bọc cái bọc như vậy luôn á. Dạ. Đây là khay của khay cá này. Còn đây là khay tôm này cả nhà. Đúng rồi. Còn đây là mực, đây là gừng, mình sẽ làm cùng với cá cho nó khử muối tanh á. Và hầu hết thì thực phẩm bên mình là thực phẩm tươi sống hết luôn. Khi mà khách gọi thì mới chế biến nên thành ra mình sẽ có như chẳng hạn như là gừng nó sẽ khử được cái mùi tanh. Cái thứ hai là tại vì đa phần những cái món ăn của mình nó thanh đạm, nó khi mà có gừng vào ăn và nó sẽ ấm bụng hơn. Và cái mặt bằng chung ở đây thì đa phần là khách những người lớn tuổi, nên khi mà những cái thực phẩm khi không có dầu mỡ và nhưng mà lại có gừng nó ấm bụng thì khách là rất là ưa chuộng. Đặc biệt vào những ngày mà trời mưa hình như là khách ngồi ở đây rất là đông. Và lại gừng nó cũng rất là thơm nữa. Đúng rồi. Vậy là mùa mưa mùa lạnh là rất là tuyệt vời. Đúng rồi. Và buổi sáng, đặc biệt buổi sáng khi mà sáng sớm chúng ta mới ngủ dậy, đa phần khi khách họ tới đây, ví dụ họ đang trong quá trình mà không biết họ ăn cái gì vào buổi sáng, họ suy nghĩ đáng to thì thay vì suy nghĩ họ tới đây họ ăn một chén súp cá thôi, mà có gừng có cá tất cả mọi thứ và nó ấm bụng và khách rất là ưa chuộng. Tức là mình có thể là mình không ăn hủ tiếu mà mình kêu cái phần đúng súp rồi. Cá là vẫn ưa cá. Tại vì ở đây thì có nhiều món như hủ tiếu Nam Giang, hủ tiếu xương, cá, tôm, mực thì nói chung là có nhiều sự lựa chọn nên khách đa phần họ tới đây cũng vì những cái lý do như thế này. Đây là phần cá mang về. Chị buộc cái phần cá mang về thì rất là dễ thương luôn này cả nhà. Rất là cưng luôn. Rất là cưng luôn. Anh nhìn giống như một cái bóng á. Rồi cho em lấy phần này mang về luôn. Dạ. Dạ. Ở trong phần hủ tiếu khô này là mình có gì vậy chị ha? Mình có mỡ với hắc xì dầu. Mỡ với hắc xì dầu ha. Và ánh sáng. Dạ.
Rồi mình để thêm gì nữa đây ta? Mình nêm tỏi nè. Tỏi nè. Cải thảo. Cải thảo hả chị? Với cà bông tôm. Dạ. Đây là một bánh khô. Wow. Trời ơi, một bà dạy tôi của quán luôn. Nãy giờ là hello, xin chào các kiểu. À, quán bên ngoài vào là quán rất là rộng. À, Nguyệt đi một vòng quán nha, để xem là bên xung quanh quán là sẽ như thế nào. Chứ Nguyệt thấy là bên trong rất là sạch sẽ và thoáng mát luôn này. Bây giờ Nguyệt sẽ vô trong để... Bây giờ Nguyệt sẽ vô trong quán nha. Mình đã tới bây giờ thì đã thành phẩm rồi. Khi mà hầm xương, trong quá trình hầm bên mình là xương chín tiếng. Hầm khi mà xương nó nhục ra rồi, khi mà bỏ vô trong lèo mình sẽ cho rau củ vào. Và mình sẽ nấu nó ra thành phẩm, những cái nước lèo như thế này khi đem về bán cho khách. Bên trong nước cạn giờ, bây giờ mình bỏ hai thôi cái xô này mình xách ra ngoài. Đúng rồi, cái này là lèo đã thành phẩm rồi. Dạ. Đây là mình nấu 9 tiếng ha. Đúng rồi, mình trong cái nồi mình là ngoài xương thì mình có thêm cái gì? Mới đầu mình sẽ hầm xương trước, hầm trong 9 tiếng, khi mà nước xương nó ra mình cảm thấy đúng theo cái tỷ lệ rồi á. Sau đó mình sẽ đổ ra cái như này mà mình sẽ cho rau củ vào. Những cái loại rau củ vào thì nó ra cái nước xương của mình nó sẽ ngọt từ xương và rau củ ra luôn. Dạ. Em thấy có một cái dưa leo, dưa leo, củ sắn, cà rốt, hành tây. Hành tây. Dạ, hành tím. Là như vậy cho nó ngon hơn ha. Đúng rồi. Dạ, nó thơm nữa. À, tức là cái giai đoạn mà nào thì mình mới bỏ cái này. Khi mà mấy tiếng à? Giai đoạn khi mà mình hầm xương 9 tiếng thì mình ra ngoài thì mình cho thành phẩm rau củ vào, nó cũng sẽ nhanh hơn, nó rút ngắn hơn, nó không lâu. À, đúng dạ, rồi. Dạ. Mà chủ yếu là cho nước lèo nó thanh ngọt. Dạ. Dạ. Như vậy là cái phần rau củ là sẽ giúp cho cái nước của mình nó sẽ thanh ngọt hơn. Thanh ngọt hơn, đúng rồi. Dạ. Rồi. Dạ. Đây là nấu hết trơn rồi, cho nên là cái nồi giờ nó... Đúng rồi, và lại hôm nay là cuối tuần á, nên là sẽ cái nồi xương là sẽ hết nhanh hơn. Là cái nồi đó là khoảng bao nhiêu lít ạ? 45 lít. Dạ. 45 lít. Thường rồi nếu mà những ngày cuối tuần thì mình cho bằng mấy nồi đó. Tại vì dạ, khi mà lượng khách rất là đông thì mình phải cho những cái nồi nó bự, nó đáp ứng được nhu cầu. Tức lèo nó ra liên tục chứ nó không thể nào mà mình nấu lách nhác được. Dạ. Ngày thường thì mình nấu sẽ ít thôi. Dạ. Mà nước lèo của mình thì nấu khi mà bán trong ngày nếu hết thì ngưng, chứ không bao giờ mình nhận khách nữa. À. Nước lèo, tại vì cái chế độ hầm xương 9 tiếng mà nó hết là coi như là xong. Dạ, chứ bây giờ là mình đâu có hầm nữa đâu, đúng không? Khi mà hết thì thôi mình sẽ ngưng nhận khách. À dạ. Mình sẽ chuẩn bị cho nước lèo để cho ngày hôm sau. À, chuẩn bị những cái nguyên vật liệu như rau củ quả hay là những cái thành phẩm mà trước. Yeah. Chỗ của mình đó, ngoài hủ tiếu cá thì mình sẽ có bán thêm những cái món nào nữa không anh ha? Cái món chính của quán mình là hủ tiếu cá. Tại vì cái này ở quán mình là cái nét đặc trưng văn hóa ẩm thực của người Khmer, người Hoa và người Việt. Là nó giao thoa nên là thành ra là mình đã sử dụng cái món hủ tiếu cá từ năm 2008 cho đến bây giờ. Tại vì cái thực khách đa phần á, nghiên cứu những cái nhu cầu, chẳng hạn như các bạn biết là người Nhật á, họ ăn cá rất là nhiều và bữa ăn chính của họ là cá, nên thành ra nghiên cứu những cái nhu cầu và lợi ích này thì quán đã cho hủ tiếu cá ra đời. Và tại vì cá nó rất tốt cho sức khỏe, tại vì cá giàu đạm và nhiều các axit amin cần thiết, lượng lysin hay là tất cả nó có giá trị dinh dưỡng cao, và đa phần thì cá thì nhiều người vẫn sử dụng ăn được, nó không có kén. Và cái thứ hai là trong cá có chất rất nhiều vitamin thiết yếu như là vitamin A, vitamin D vân vân, thì rất tốt cho sức khỏe, đặc biệt là người lớn tuổi và trẻ em. Ở đây tại vì chủ họ nhìn nhận ra được những cái giá trị này, và từ khi mà cho cái món hủ tiếu cá nó cũng ra đời từ đây luôn. Và ngồi hủ tiếu cá thì bên mình cũng có bán là cơm tấm sườn. Cơm tấm thì cơm sườn. Tấm sườn. Đúng rồi. Đa phần cái ẩm thực của quán của mình hiện tại bây giờ là cũng giá trị văn hóa ẩm thực nó giao hòa là giữa người Việt, người Hoa và người Khmer luôn. Nên bây giờ xíu nữa mình sẽ mời cho tất cả các bạn ăn thử hủ tiếu cá, các bạn sẽ cảm nhận được cái hương vị nó như thế nào. Dạ, ha. Okay. Bây giờ mình nói nó sẽ không có hình dung ra, mình nói chỉ ra là một cái mức độ cơ bản hơn thôi. Thì đa phần những cái nguyên vật liệu và cái khâu chế biến của bên mình thì đa phần là nhà làm, nhà nấu hết luôn. Là công thức theo gia truyền. Là từ hồi nãy mình cũng đã giới thiệu cho tất cả các bạn, từ nước lèo hay là bây giờ như các bạn nhìn trên bàn, những cái nguyên vật liệu như là sa tế cũng nhà làm luôn. Đúng rồi, tại vì theo cái công thức gia truyền hết luôn. Và hiện tại bây giờ thì bên mình cũng có bán những cái món nước đặc sản như là nước tắc chưng đường phèn, nước sâm rơm biển vân vân, thì cũng nhà mình làm luôn, công thức gia truyền hết luôn. Thì xíu nữa các bạn sẽ dùng thử, sẽ hình dung ra hơn. Vậy quán hủ tiếu cá mình có chi nhánh nào khác không anh? Có chi nhánh ở tại thành phố Sóc Trăng. Đây là cái chi nhánh gốc ở dưới, là địa chỉ số 20 Khmer, phường 6, thành phố Sóc Trăng luôn. Yeah. Thì hôm nào các bạn có dịp thì đi ngang qua thì mình sẽ ghé xuống lại cái đó, dưới đó là quán gốc, và sau đó thì mình mở chi nhánh ở trên này.
chi nhánh gốc ở Sóc Trăng. Vậy quý cô chú nào mà có dịp đi Sóc Trăng là nhớ ghé hủ tiếu cá nha. Ở trên Sài Gòn cũng có một chi nhánh. Rất là dễ thương, có cả cơm tấm sườn và bún nem nướng luôn hả anh? Dạ, em thấy như là hủ tiếu cá mà chế kiến đúng không? Đúng rồi, cơm tấm sườn hiêu vũ. À, mình chưa giải thích các bạn biết tại sao gọi là chế kiến đúng không? Đúng rồi, đúng. Đúng rồi. À, cái tự chế chắc có lẽ chúng ta nghe nhiều nhưng mà nhiều khi các bạn giải thích sẽ nó chưa có hình dung ra được. Chế nghĩa là chị. À, người ta thành ra chế là chế kiếm, là nghĩa là chị kiếm đó. À, tại vì sử dụng cái từ chế cho nó thân thuộc, nó thân quen hết mọi người. Tại chế như là nghĩa là người chị. Thì như nấu chung cái khi mà ra thành phẩm những cái tô hủ tiếu thơm ngon giống như là bữa ăn của người chị nấu cho tất cả các em mình vậy đó. Cái từ đó là cái nguồn gốc hủ tiếu cá chế kiếm nó ra đời từ đây. Rất là dễ thương luôn này cả nhà. Vậy còn cơm tấm sườn hia vũ thì sao anh? Hia nghĩa là trong cái tiếng tiều, hia nghĩa là anh. Anh Vũ nó đúng rồi. Anh là anh Vũ, là con này chế là chị Khiếm. Trời ơi, sao cái tên gì mà dễ thương như vậy? Đây là những cái người mà khai sinh ra món hủ tiếu cá cơm tấm sườn của quán mình. Đó là thương hiệu. Đây những cái logo cũng là họ luôn. Vậy hả? Đúng rồi. Nhưng mà đây là ở Sóc Trăng luôn hay là ở đây à? Chánh gốc Sóc Trăng. Chánh gốc Sóc Trăng luôn. Tất cả ẩm thực bên mình là chánh gốc Sóc Trăng luôn. Thế các bạn nhìn quay cái rổ bảng hiệu đặc điểm Sóc Trăng hủ tiếu cá chế Khiếm từ đó ra đó. Chánh gốc Sóc Trăng. Làm chắc của người miền Tây luôn. Em thấy quán cũng miền Tây đó. Em thấy quán của mình rất là ý nghĩa luôn. Em có thấy cả có mình tầm nhìn sứ mệnh và giá trị cốt lõi, em thấy là ít quán có. Dạ đúng rồi. Tại vì đây xem là những cái giá trị văn hóa cốt lõi của tại quán. Đây là những cái sứ mệnh, là cái mục tiêu, cái tầm nhìn trong tương lai của quán là như thế nào thì mình sẽ đưa ra luôn. Và mục tiêu cốt lõi chủ yếu của quán là khách hàng thôi, xem khách hàng như là thượng đế, coi như là mang lại những giá trị tốt đẹp cho khách hàng thì mang những cái chất lượng tốt. Nên khi mà khách được sự ủng hộ nhiều thì đương nhiên là quán của mình nó sẽ phát triển hơn rất là nhiều, lấy khách là một nồng cốt. Thấy mình, quán mình là quán hủ tiếu mà giá trị cốt lõi nè, có cái tầm nhìn và sứ mệnh luôn, không khác gì là kiểu có một công ty đào tạo bài bản và chuyên nghiệp nữa. Wow. Tại vì từ 2008 cho tới bây giờ 2023 là gần 15 năm rồi. Nói chung là cái thời gian này nó không quá dài nhưng mà nó cũng không quá ngắn, đủ để có thể mình nhìn nhận ra được cái tầm nhìn trong tương lai sau này phát triển của quán như thế nào. Vậy quán mình có ý định là sẽ mở thêm một chi nhánh mới ở trên Sài Gòn không anh? Dạ chắc chắn rồi, chắc chắn. Tại vì hiện tại mình sẽ làm cái nòng cốt ở tại cái chi nhánh bên này. Rồi sau đó mình sẽ phát triển ở những, không chỉ là ở cái mục tiêu tương lai, không chỉ là nhiều khi không phải ở tại thành phố Hồ Chí Minh thôi, mà nhiều khi ra lan rộng là những khu vực lân cận, như những cái khu vực ở các tỉnh miền Tây hay là những cái nơi mà ưa chuộng như miền Trung, hay là nhiều khi trải dài trên đất nước Việt Nam, thì cái đó cũng không biết đâu là điều bất ngờ. Tại vì cái mục tiêu của mình, các cái tầm nhìn thì sau này văn trường thì quán của mình nó mới phát triển được. Dạ em cảm ơn anh nhiều. Thấy có một cái bảng gọi là những đặc sắc của hủ tiếu cá chế Khiếm Sóc Trăng nè. Wow. Nước đây này. Đậm đà vị miền Tây quê hương, nơi giao thoa giữa ba miền ẩm thực người Hoa, người Việt và người Khmer. Còn về nước lèo thì được hầm thơm chín tiếng và có thêm rau củ. Hồi nãy là Thiện có quay cái phần cái nồi nước lèo của quán á đó. Và những cái món ăn đều nấu riêng từng tô, chế biến tại chỗ, như cái ban đầu mà mình thấy ở cái khu vực bếp, tức là khi mà khách gọi món thì bếp mới bắt đầu làm cho mình. Và những cái hàng của mình là cá, mực, tôm đều rất là tươi luôn. Cái quán hủ tiếu cá chế Khiếm hiện thấy là nằm trên của con đường số 7. Thì bình thường mình thấy là cái đường số thì thường nó sẽ nhỏ hơn cái đường chữ, nhưng mà cái đường số 7 này thì cái quán ở phía mặt tiền đường rất là rộng lớn luôn. Cái đường số 7 này như một cái đường quốc lộ luôn, cho nên là mình rất là thoải mái trong cái việc tìm kiếm cái quán này cũng như là mình để xe. Cái hướng này là sẽ hướng về An Dương Vương. Bên tay phải là Kinh Dương Vương và bên trái là tỉnh lộ 10. Tại đây hôm nay là Thiện tới quán là vào lúc 8 giờ rưỡi sáng. Nay là chủ nhật cho nên là rất là đông luôn. Rất là đông luôn, nên là chị bếp làm liên tục. Thiện thích cái chỗ này là khi mà mình ăn là mình sẽ chế biến tại chỗ từ cá tươi
sống luôn. Đó, mình làm wow nè, là nước dùng là mình đã nấu xong rồi, thì bây giờ là mình chỉ lên để mình đun sôi, sau đó là mình bỏ những cái phần mực, tôm, cá vào nữa thôi. Đó là ăn nóng tại chỗ luôn. Nãy là anh quản lý là có chia sẻ là phần sa tế ở quán là được bào chế theo công thức gia truyền luôn. Việc nghe rất là hấp dẫn nên Việt sẽ pha một chút sa tế để Việt chấm cá và tôm nha. Chắc Việt cho bằng vầy thôi chứ Việt cũng không biết là có cay hay không nữa. Và thêm tương ớt vô. Wow, rất là hấp dẫn. Bây giờ là Nguyệt sẽ ăn hủ tiếu. Nguyệt sẽ ăn hủ tiếu kho này cả nhà. Vì sợi hủ tiếu nó bé bé nhìn dễ thương ha. Thì đây chị chia sẻ là hủ tiếu Nam Vang, sợi hủ tiếu Nam Vang. Giới thiệu cho cả nhà là phần nước, phần tô. Đặc điểm Nguyệt thấy ở đây á, có quán là phần topping á, sẽ chung phần tô luôn. Còn riêng quán hủ tiếu cá này là bát cái tô riêng, cái tô nước này, đây là tô nước này. Và đây tô hủ tiếu. Cái này là nấu tại, cái này là mới vừa nấu. Đúng rồi. Tại bếp. Đây là thường cho là nắng. Như lúc đầu á mình xem á là chị nấu xong rồi chị rót ra cái tô này. Ừ. Đó. Wow. Phần tô canh riêng luôn á. Rồi sẽ Rồi chúng ta đã có cái gì đây? Đây là phần cá. Wow, đây là cá. Trời ơi, cái miếng cá rất là to luôn ha. Ừ. Thì nãy là chị có cân luôn nha. Là trọng cự lượng là cái phần cá này là 80 gram này cả nhà. Tôm thì chị kêu là sẽ là trung bình là sẽ là hai con. Có cả mực nữa. Wow. Hấp dẫn chưa cả nhà ơi? Có cả 3 miếng mực luôn nè. Đây người sẽ xơi lên như vậy luôn nha. Wow. Wow. Quá dữ. Rất là hấp dẫn. Sâu 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 cái tô của bạn Thiện lên cho cả nhà cùng xem nữa. Đó. Mỗi đứa một tô, không ai giành lộn. Không ai, không giành giật nhau. Dạ. Thì sẽ xơi cái hủ tiếu khô của Nguyệt lên. Ủa, rất là dài luôn hả? Rất là dài luôn á. Nguyệt và Thiện sẽ ăn hủ tiếu, thì phần của Nguyệt sẽ là hủ tiếu khô, của bạn Thiện sẽ là hủ tiếu nước. Thì bây giờ xin mời quý cô chú anh chị và các bạn là ăn hủ tiếu cùng với Nguyệt nha. Để hai đứa sẽ thưởng thức hủ tiếu cá chế khiếm ở chính gốc là ở Sóc Trăng, để xem là theo như chia sẻ của theo như chia sẻ thì cái món này rất là gọi là được ưa chuộng luôn, rất là ưa thích luôn. Cái điều đặc trưng đó là gì? Là mình sẽ chế biến tại chỗ. Đúng đó, rồi. Cho nên là những cái đầu tư này vẫn giữ được cái đầu tư luôn. Ừ. Đó, nó hay vậy đó. Rồi ăn bây giờ ăn tới đâu là mình chế biến tới đó. Đúng rồi, ăn tới đâu là mình sẽ chế biến tới đó, cho nên là cái đầu tư của nó vẫn còn giữ và rất là ngon. Bây giờ mình sẽ cho rau vô canh. Bình thường là mình đi ăn hủ tiếu là giống như nãy Nguyệt nói là tô hủ tiếu của mình sẽ là có cái phần topping hay là thịt. Ừ. Rồi tôm dễ trong tô luôn đúng không? Đúng rồi. Còn cái này là mình để riêng đó, ăn riêng. Rồi bây giờ hai đứa xin mời cả nhà của mình cùng ăn hủ tiếu nha. À, có một cái hay nè. Trong cái phần hủ tiếu với lại nước dùng á, có gừng.
có gừng luôn để khử đi cái mùi tanh luôn á, mà vừa thơm mà vừa khử mùi tanh ha. Giờ mình thử món cá trước đi ha. Bây giờ mình sẽ ăn cá trước. Cá chấm sa tế. Đây miếng cá của mình đây. Wow. Thịt cá rất là tươi luôn này. Sa tế nó không bị tanh. Đúng rồi. Không bị tanh ha. Thử cũng sa tế cũng khá cay nha. Rồi mình thử miếng mực nè. Mực. Em cũng có mực. Mực cũng dai. Dai. Dai, tươi, rất tươi mà rất dai. Đúng không? Đúng rồi. Thịt tươi á mình có thể cảm nhận được luôn á anh. Là mình ăn nó có cái độ chắc. Chứ còn thì ví dụ như nó không tươi nó bị gọi là hèn mà để nhiều ngày mà mình ăn mình sẽ bứt liền, cái phần nó sẽ bỏ nhiều, nó bụng. Còn đây là mình ăn là nó có cái phần dài dài. Đây một con tôm, một cái tô thập cẩm của mình đó là sẽ có tôm, hai con tôm, 4-5 miếng mực, đó, và 80 gram là cá. Giữ. Anh có cảm nhận được khi mà mình ăn cái sa tế này, mình ăn xong rồi á, mình cảm giác là cái miệng mình nó ngọt ngọt thôi, nó ngọt ngọt mà vẫn còn giữ trong miệng á. Để anh nếm thử nha. Nếm luôn. Cái hủ tiếu này sợi nó nhỏ lắm mà, sợi nó nhỏ ha. Ra là nó khi mà thiện ăn xong thì thấy hình như là nó sợi này nó sẽ không có dai lắm. À hủ tiếu này nó không có dai. Chứ nó không có bỏ này. Đó, nó vẫn mình gấp vẫn là lên đầy đủ hết nè. Ôi những cái miếng cá thật là bự. Hay. Cái nước thầm xương này rất là ngọt luôn đó anh. Như nãy mình thấy là anh dẫn vào bên trong bếp là cái nồi thầm xương, mà tại vì là đã lấy ra hết rồi, thế là bán cũng gần cũng trong buổi sáng hôm nay là bán khá là đắt đúng không, khách rất là đông. Do là bây giờ nãy là thấy mình chỉ thấy được cái phần xương, phần rau củ ở trong nồi thôi, nồi nước rồi nó lấy ra, lấy để mang ra phía trước bếp để mà bán á. Thì mình hầm tới 9 tiếng đồng hồ rồi sau đó là mình bỏ thêm rau củ để cho nó cái nước dùng của mình nó sẽ ngọt thanh đó. Thì đi cái quán mà chai chị cũng hầm cái nước là chỉ củ cà đỏ thôi, cái quán của chị Long á là chỉ hầm củ cà đỏ thôi, nhưng mà cái nước rất là ngon nghe. Cái đó là chai thôi đó. Còn cái này là mình có thêm xương ống nữa, rất là ngon luôn. Cái món này á, mình nghĩ là ví dụ mình đang bị cảm hoặc là trời lạnh lạnh, mưa, ăn rất là thích. Tại vì cái này là vừa trong bếp ra luôn, rất là nóng, mà trong đây là có gừng để giải cảm nữa. Đó, đây là rất phù hợp để thời tiết lạnh cũng như là trời mưa hoặc là buổi tối mát mát. Đó. Con tôm này mà nếu mà còn nguyên vỏ là cũng bự lắm á, to lắm á, mà khi mà mình lột ra thì cái miếng này nó vẫn còn rất là bự luôn, rất là to luôn. Nguyệt cà
Thiện đã ăn xong một tô hủ tiếu rồi. Một tô hủ tiếu rất là ngon luôn, hấp dẫn. Và đặc biệt nữa là còn topping, là ăn hết hủ tiếu rồi mà vẫn còn topping. Đây vẫn còn topping luôn nha. Vẫn còn topping luôn á. Thật sự là vẫn còn topping nè. Nên xìm nữa là mình sẽ ăn hết topping luôn. Thì mà Nguyệt xin phép là dừng video tại đây. Xin cảm ơn quý cô chú, anh chị và các bạn là đã quan tâm theo dõi Nguyệt trong suốt thời gian vừa qua. Thì hy vọng là quý cô chú sẽ yêu mến Nguyệt và Thiện nhiều hơn nữa, và đồng hành cùng Nguyệt và Thiện trong thời gian bây giờ và sắp tới. Mọi người nhớ ủng hộ kênh Thiện Nguyễn nha. Thiện Nguyễn. Thiện Nguyễn. Thiện Nguyễn. Dạ. Rồi bây giờ hai đứa xin phép dừng video và cảm ơn quý cô chú anh chị đã theo dõi. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Hai đứa ăn xong cái phần hủ tiếu này rất là ngon luôn. Thì ở đây là cái bản menu thì cũng xin giới thiệu một xíu ha. Thì ở đây có hủ tiếu cá là 55 nghìn, hủ tiếu cá lớn là 65, cá tôm là 65, cá mực là 65 và ba phần rô cá tôm mực là 75 nghìn. Đó. Ngoài ra thì ở đây cũng có những cái nước uống rất là mát luôn, như là sâm rong biển, là nước sả chanh, rồi tắc chân đường phèn rất là mát. Đây là giống như là nước dãy mùa hè, và hiện tại là Sài Gòn. Hay là một số địa điểm khác cũng khá là nóng rồi, cho nên là nước này là thấy rất là hợp lý luôn. Và cái giá là từ 55 tới 75 ngàn. Thì giờ quý cô chú mà muốn thử món hủ tiếu cá Sóc Trăng này thì có thể ghé quán ở 221 đường số 7, phường Bình Trị Đông B, Bình Tân, quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, để mà mình ghé dùng thử nha. Đó. Thì giờ thì thấy là nếu mà giá thì có thể là hơi cao một xíu, nhưng mà mình có thể là thử để mình biết được cái món cá Sóc Trăng này ngon, để ngồi tiếp nha.